phát về nhà thì buồn phát nhỉ. Dưới quê có hại đời thế nào đấy, lưu ở trong cái video này. Website đào tạo Forex, xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream chia sẻ về một về những giá trị trên thị trường giao dịch Forex. Trong tiêu đề này thì tôi có đề một vấn đề, đó là nhỉ, Pro Trader đẳng cấp quốc tế, đúng không ạ? Pro Trader đẳng cấp quốc tế không không cho coi report. Pro Trader đẳng cấp quốc tế mà không sâu sâu gì? Sâu Pro sau report thì có gọi là pro trader không? Thì tôi chia sẻ với nhà đầu tư rằng là tôi không phải là một pro trader, tôi chỉ là một trader rất là bình thường ở trên thị trường. Nhưng tôi chia sẻ đến nhà đầu tư với những giá trị mà tôi truyền tải đến nhà đầu tư để mọi nhà đầu tư thấy rõ vấn đề này. Khi mà chúng ta là một trader, chúng ta đến bất kỳ đâu ở trên thị trường giao dịch Forex này, hay chúng ta đi đến bất kỳ một quỹ nào họ tuyển dụng chúng ta, thì điều đầu tiên họ yêu cầu đó là nhà chúng ta phải cho họ xem cái lịch sử giao dịch, hay còn gọi là gì nhỉ, pro hay là gọi sâu report, hoặc là gọi là cái report nhé. Thì đây thì tôi cho nhà đầu tư thấy rõ, thì chúng ta phải xuất được cái lịch sử giao dịch. Thứ nhất là chúng ta phải cho coi được tài khoản giao dịch khi mà gì nhỉ, một cái quỹ nào đó đến, bất kỳ một trader nào đến bất kỳ một quỹ nào, hoặc là bất kỳ một ai tuyển dụng trader, họ cũng sẽ nói thứ nhất là phải tài khoản cho được họ xem là nhà các lệnh giao dịch ở trên thị trường như thế nào, và gì nhỉ, các giá trị giao dịch của tài khoản đấy giao dịch với những khối lượng như thế nào trên thị trường, tương ứng với cả giá trị tài khoản, thì đó mới là giá trị để họ nhìn nhận. Và thứ kế tiếp nữa là phải xuất được lịch sử giao dịch ra, giống như tôi đang xuất đây thì mọi nhà đầu tư có thể nhìn thấy được vấn đề này. Đây tôi xuất đây thì cho các bạn thấy đúng lịch sử giao dịch không. Đây là Trần Quốc Minh nha, đó, tiền nạp vào đây. Vậy thì trong một tháng các bạn sẽ lợi nhuận bao nhiêu, hoặc là một quý, một năm, một năm rồi 2-3 năm gì đó, tùy theo cái lịch sử giao dịch của cái nhà đầu tư đó, họ sẽ gửi cho cái nơi mà họ nhìn nhận và đánh giá về vấn đề này trên thị trường. Chứ không phải nhà chúng ta ra chúng ta nói thích là chúng ta ấy được, được. Chào bạn Missy Dương nhé. Đó, thì đây thì đúng là lịch sử giao dịch tôi chia sẻ đến nhà đầu tư nha. Thì nhà đầu tư đối chứng xem đây có đúng là lịch sử tài khoản của bản thân tôi không, thì sau đó thì tôi sẽ đi vào vấn nạn là gì nhỉ, đẳng cấp quốc tế rồi siêu nhân thế giới rồi đủ các thứ kiểu đến Việt Nam chia sẻ các giá trị về kiến thức giao dịch Forex rồi nhiều năm kinh nghiệm ở trên thị trường, nhưng khi mà gì nhỉ, hỏi đến lịch sử giao dịch thì lại kêu là gì nhỉ, những cái người bán khóa học bên đấy thì lại kêu là gì nhỉ, không có đủ tuổi để mà gì nhỉ, coi tài khoản. Thì đây nhà đầu tư thử nhìn xem gì nhỉ, cái sự chia sẻ này thì tôi rất là lịch sự trong vấn đề mà gì nhỉ, tôi che đi trong cái vận giá trị mà gì nhỉ, tên, để tránh vấn đề nhỉ, không có thích nhắc đến, thì tôi mới cho nhà đầu tư thấy rõ vấn đề này. Thì bây giờ mới nói là nhỉ, muốn đây là những bạn chat với cả cái người chia sẻ về cái khóa học của Pro Trader ở bên Mỹ sang đó. Thì đây muốn nói luôn là Pro Trader này không cần phải sâu report nhé, để anh em biết gì nhỉ, report để anh em biết tên đâu, vì tên nhiều người biết ở Việt Nam lắm rồi, nhất là dân trong nghề. Sự kiện này là sẽ có các học viên ở Singapore hay Philippines sang, tùy tôi nói hẳn cả các bạn. Từ ngày xưa đến giờ các Pro Trader nước ngoài về Việt Nam thì rất là nhiều, để tôi nói hẳn luôn, các Pro Trader nước ngoài về Việt Nam thì rất là nhiều, nhưng chẳng có thằng đéo nào sâu được lịch sử giao dịch ra. Không sâu được lịch sử giao dịch ra thì làm sao chứng minh được giá trị nó tồn tại được ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Còn tôi chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tiễn này mà các bạn còn không nhìn nhận được giá trị ở trên thị trường. Vậy thì qua những giá trị mà gì nhỉ, nói rằng lịch sử giao dịch không có giá trị, và gì nhỉ, nói hẳn là gì nhỉ, em muốn làm gì thì tùy, gì nhỉ, đôi người mình chẳng có tư cách gì để mà đòi họ phải cho xem report. Mình thích thì mình học, còn mình không thích thì đi chỗ khác. Thì vậy thì nhà đầu tư nhìn nhận trong vấn đề này nó giá trị gì, nhà đầu tư có thể đi tìm hiểu và tự nhìn nhận và đánh giá về các giá trị thực tiễn này trên thị trường.
Và xin lỗi nhà đầu tư chuyên gia Forex từ trong nước và ngoài nước, Á quân thế giới ở Việt Nam cũng tự phong thì rất là nhiều. Rồi đẳng cấp quốc tế ở trên thị trường này cũng là nhiều. Rồi mẹ phù thủy Forex, rồi thì nhà giáo chủ Forex, rồi thì mẹ máng lợn Forex có cả. Thì nhà đầu tư thử thấy rõ một vấn đề. Tất cả những thằng tự phong cho bản thân mình là chuyên gia rồi đủ các thứ ở trên cái thị trường giao dịch Forex này, đã ai chứng minh được cho nhà đầu tư thấy được giá trị giao dịch thực tế ở trên thị trường hay chưa? Và những người không chứng minh được những giá trị thực tế này trên thị trường mà các bạn vội lao vào trong thị trường giao dịch Forex này, vậy thì các bạn nhận lại cái thành quả là gì? Là thứ kiến thức, chỉ là thứ kiến thức ở trên sách vở. Nhận lại thứ kiến thức là gì? Thứ kiến thức chỉ là thứ kiến thức nói mồm về thành công và các giá trị hiệu quả trên thị trường, chứ không phải là những giá trị thực tiễn ở trên thị trường giao dịch Forex mà bản thân tôi đang chia sẻ và gửi cho cộng đồng trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này không phải nhờ PR quảng cáo, mà ở bản thân chính những giá trị mà tôi phải chứng minh bằng chính những giá trị năng lực của bản thân tôi trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua, của cả một quá trình phát triển từ các giá trị phương pháp, từ các giá trị kiến thức cho đến mọi giá trị về giao dịch ở trên thị trường đều trực tiếp chia sẻ đến nhà đầu tư, và để cho nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tại làm sao rất là nhiều nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường bị rất là nhiều những kẻ tự nhận là chuyên gia Forex hay là á quân thế giới hay đẳng cấp thế giới hay là bất kỳ một thằng nào trên thị trường này là nhiều năm kinh nghiệm ở trên thị trường giao dịch Forex này đã làm cho nhà đầu tư tử nạn? Vậy thì nhà đầu tư còn chưa tỉnh ngộ ra thì lấy giá trị gì ra nhà đầu tư có thể tồn tại được? Vậy thì tại sao cho dù khóa học đấy nó là ít tiền hay là nhỉ, nó là nhiều tiền ở trên thị trường, thì giá trị đầu tiên của bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex đến bất kỳ một khóa học nào cũng cần phải nhìn nhận một vấn đề, đó là chúng ta phải thấy được những giao dịch thực tế ở trên thị trường. Đó là cái căn bản để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá. Cái thứ hai để chúng ta thấy được, đó là nhà chúng ta phải thấy được những lịch sử giao dịch của bản thân họ trên thị trường. Report chính là giá trị để chúng ta nhìn nhận, đánh giá bất kỳ một trader nào trên thị trường này có thể giao dịch được, chứ không phải là gì nhỉ, ra ngoài chỉ nói về thành công, về nói về giá trị kiến thức. Xin lỗi nhà đầu tư, ở Việt Nam này cũng rất là nhiều thằng đã ra viết sách ở trong thời gian vừa qua, có rất là nhiều thằng ra tự nhận là chuyên gia, có rất là nhiều thằng ra tự nhận là gì nhỉ, đẳng cấp quốc tế, hay là có rất là nhiều thằng ra nhận là á quân thế giới, nhưng đã có một ai chứng minh thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị đang chia sẻ của bản thân họ đến cho nhà đầu tư? Ai cũng nói về thành công, nhưng đã những ai cho nhà đầu tư thấy rõ rằng họ giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này là như thế nào? Đó là điều nhà đầu tư cần phải nhìn lại trong cả quá trình các bạn tham gia vào thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, với những giá trị chia sẻ như là gì nhỉ? Họ nhiều năm công nghệ, em lấy tư cách gì ra để em xem report của bản thân họ? Vậy thì nếu mà như tôi thì cái người đứng ra chia sẻ đấy 30 năm trên nghề mà không chứng minh được năng lực của họ, thì họ lấy cái tư cách gì ra để mà tôi có thể ném một khoản tiền cho dù đó là 50k vào cái khóa học đấy hoặc là đến cái buổi nghe đấy trên thị trường? Tất cả trên thị trường đầu tư này đều phải được minh chứng bằng giá trị thực tiễn. Tất cả trên thị trường đầu tư này đều phải minh chứng bằng những giá trị trực tiếp để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá, chứ không phải là những giá trị mà chỉ nói mồm, những giá trị chỉ bốc phét ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mới chỉ mang một cái tài khoản trong 13 tài khoản đánh trong đợt này cho nhà đầu tư thấy rõ. Từ tài khoản 290 đô là tài khoản này, lên đến đây là gần 6.500 đô trong vòng một tháng cho nhà đầu tư nhìn nhận, với những phương pháp đánh ngắn, đánh dài và đánh lướt, phối hợp lại đánh hẹp trên thị trường để tạo ra được những giá trị lợi nhuận ở trên thị trường cho nhà đầu tư nhìn thấy. Và gì nhỉ, những giá trị này tôi luôn luôn cho nhà đầu tư thấy rõ full lịch sử để nhà đầu tư theo dõi và nhìn nhận, đánh giá về những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Sau đó là tài khoản 1.200 đô lên 6.000, và tài khoản 10.000 đô lên với những giá trị là 19.000 đô trên thị trường. Tại sao nhà đầu tư phải nhìn vào những giá trị thực tiễn này? Bởi vì xin lỗi nhà đầu tư, chơi được thì phải chứng minh được, làm được thì phải chứng minh được, có giá trị tồn tại trên thị trường, phải minh chứng được điều đó trên thị trường giao dịch Forex này. Chứ không phải khoác lên mình một cái được gọi là chuyên gia Forex, nhiều năm kinh nghiệm,
hoặc là Ro Trader đẳng cấp quốc tế nhiều năm kinh nghiệm, xin lỗi nhà đầu tư. Nhiều kẻ còn tự cho mình là gì nhỉ, được CNN phỏng vấn hay là HTV phỏng vấn hoặc bất kỳ những giá trị gì phỏng vấn, xin lỗi nhà đầu tư. Đấy chỉ là khoác lên mình những bộ áo giả tạo mà che lấp đi những sự khốn nạn ở trên thị trường này, đó là không giao dịch được để bán những giá trị lừa đảo ở trên cái thị trường giao dịch Forex này đến nhà đầu tư. Tôi chia sẻ bằng tất cả những giá trị thực tế. Không tin, nhà đầu tư thử đi từ trong nước ra ngoài nước, bất kỳ ở trên một công cụ tìm kiếm nào, thử nhìn lại xem ai là người dám chứng minh bằng thực tế, ai là người dám trade live thực tế cho nhà đầu tư theo dõi và nhìn nhận như Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư, một ngày tôi tiếp đến hàng chục cuộc gọi điện thoại từ bất kể những sàn ở trên nước ngoài cho đến trong nước mời gọi là máy bi, tôi còn không buồn làm. Nhà đầu tư phải nhìn nhận và hiểu rõ về vấn đề này. Chia sẻ phải thấy được rõ giá trị, chứ không phải chia sẻ mà gì nhỉ, để mà gì nhỉ, đưa những giá trị lừa đảo để hại cộng đồng. Cảm ơn bạn Man Rorick nha. Cảm ơn bạn nhiều, mình cũng cố gắng ha. Thì đấy, thì tôi chia sẻ và truyền tải đến nhà đầu tư. Tôi mong muốn rằng những gì tôi gửi đến cộng đồng thì cộng đồng hãy nhìn nhận và xem xét lại, và tại làm sao ở trên thị trường này họ không dám show lịch sử, không dám giao dịch thực tế, và gì nhỉ, tại sao họ chỉ có chụp hình bằng điện thoại, giống như sáng nay tôi có viết bài viết đấy, tôi gửi được cho mọi nhà đầu tư. Tại sao chụp hình điện thoại không mở hẳn MT4 lên mà quay trực tiếp này? Xin lỗi nhà đầu tư, có phải họ giao dịch live đâu, họ chỉ giao dịch bằng demo ở trên thị trường này thôi, thì họ làm gì ra có tài khoản live để họ chứng minh bằng thực tế cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư thấy rõ về vấn đề này trên thị trường. Chào bạn Đạt nhé. Đó, thì đấy, nhà đầu tư tự nhìn thấy và thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Đó, vậy thì nhà đầu tư cứ thử nhận định xem rằng tiền của các bạn bỏ ra, vậy thì tại sao các bạn phải cho những kẻ nói với cả các bạn rằng tư cách gì để mà xem tài khoản của họ, tư cách gì để mà gì nhà xem lịch sử của họ. Xin lỗi cả các bạn, mời học viên của họ từ Singapore hay là Philippines qua, xin lỗi cả các bạn, tôi ra bùi viện tôi thuê cho cả một đống thằng được không? Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đánh giá được. Chứ không phải khi tham gia vào trong thị trường này, các bạn mẹ cứ thấy xính nước ngoài. Trong suốt thời gian 4 năm qua ở trên thị trường giao dịch Forex này, biết bao nhiêu thằng nước ngoài qua bên Việt Nam này dạy. Dạ, thì tôi rảnh thì tôi đánh thôi. Bạn Đạt ạ. Biết bao nhiêu kẻ tự nhận mình ở bên nước ngoài qua bên này dạy cho nhà đầu tư. Nhưng có ai cho nhà đầu tư thấy được rằng họ có năng lực giao dịch thật sự hay là không? Hay là gì nhỉ? Lao vào học rồi cuối cùng các bạn nhận ra rằng cuối cùng những kẻ đấy cũng là IB cho những sàn ở bên nước ngoài, để cho các bạn mở tài khoản dưới link IB của bản thân chúng, để chúng tiếp tục cày tiền của các bạn khi các bạn giao dịch trên thị trường, cho dù các bạn thua lỗ mà thôi. Thì đây là những gì tôi chia sẻ để gửi đến nhà đầu tư. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, với những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này, bản thân các bạn cần phải nhìn nhận cho nó đúng, bản thân các bạn cần phải đánh giá cho đúng, bản thân các bạn cần phải xem xét cho đúng, và bản thân các bạn cần phải yêu cầu bất kỳ một ai được gọi là thầy dạy, hoặc là những ai được gọi là chuyên gia Forex, những ai tự nhận mình là Ro Trader, hoặc những ai tự nhận mình là đẳng cấp quốc tế, hoặc nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, hoặc tồn tại được ở trên thị trường này, thì xin lỗi bạn, phải chứng minh năng lực của họ. Đó là điều mà các bạn cần đầu tiên khi các bạn tham gia tìm hiểu vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh trước mọi nhà đầu tư với những giá trị mà bản thân tôi phải đem chính tài khoản của bản thân mình ra để gửi đến nhà đầu tư, và nhà đầu tư có thể thấy rõ đó trong suốt thời gian của quá trình phát triển trên thị trường. Nhà đầu tư có thể thấy từ những giá trị đánh scalp cho đến những giá trị đánh swing ở trên thị trường đây. Sáng nay thì tôi cũng có ăn một lệnh ở trên này, 44 đô nha. Đó, thì đấy, tôi bay lên, tôi ăn 44 đô, tôi cắt và giờ giá đau xuống. Đó, thì đây là mọi nhà đầu tư có thể nhìn thấy và đánh giá được những điều này. Lịch sử xuất được ra thì các bạn phải yêu cầu một cái là nhà xuất report ra để các bạn xem có đúng không. Đấy. Đó, từ đầu video tôi đã xuất report ra rồi nha. Đó, thì các bạn phải xem được hai giá trị này để các bạn đối chứng, kiểm chứng. Thì đó mới là giá trị để chúng ta nhìn nhận, đó mới là giá trị để chúng ta đánh giá.
Tại sao chơi được mà không chứng minh được nổi một lệnh mình giao dịch live trên thị trường? Tại sao chơi được mà không chứng minh được nổi một cái tài khoản mà bản thân mình giao dịch thành công ở trên thị trường? Vậy thì hóa ra đây chỉ là những trò hề lừa đảo để thuốc nhà đầu tư vào trong những khóa học được mang danh bởi những chuyên gia nước ngoài, hoặc được mang danh bởi những thằng lừa đảo với những cái tên được gọi là pro trader hay là á quân thế giới, hoặc là đẳng cấp quốc tế, hoặc nhiều năm kinh nghiệm hay sao. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư hãy nhìn nhận về những điều này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh với nhà đầu tư bằng những giá trị thực tiễn trên thị trường. Và đây là toàn bộ, là có cả học viên tôi đang ngồi đây nhé, trực tiếp xem tài khoản nhé. Đó. Đó. Đấy, xin cảm ơn mọi người. Chúc anh em giao dịch thành công ở trên thị trường. Mình là đẳng cấp quốc tế hoặc nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, tồn tại được ở trên thị trường này, thì xin lỗi bạn, phải chứng minh năng lực của họ. Đó là điều mà các bạn cần đầu tiên khi các bạn tham gia tìm hiểu vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh trước mọi nhà đầu tư với những giá trị mà bản thân tôi phải đem chính tài khoản của bản thân mình ra để gửi đến nhà đầu tư, để nhà đầu tư có thể thấy rõ đó. Trong suốt thời gian của quá trình phát triển trên thị trường, nhà đầu tư có thể thấy từ những giá trị đánh scalp cho đến những giá trị đánh swing ở trên thị trường. Đây, sáng nay thì tôi có ăn một lệnh ở trên này, 44 đô nha. Đó, thì đấy, tôi bay lên, tôi ăn 44 đô, tôi cắt và giờ giá đào xuống. Đó, thì đây là mọi nhà đầu tư có thể nhìn thấy và đánh giá được những điều này. Lịch sử xuất được ra thì các bạn phải yêu cầu một cái lệnh xuất thì bọt ra để các bạn xem có đúng không. Đó, từ đầu video tôi đã xuất bị bỏ ra rồi nhé. Đó, thì các bạn phải xem được hai giá trị này để các bạn đối chứng, kiểm chứng, thì đó mới là giá trị nhìn nhận, đó mới là giá trị chúng ta đánh giá. Tại sao chơi được mà không chứng minh được nổi một lệnh giao dịch live trên thị trường? Tại sao chơi được mà không chứng minh được nổi một cái tài khoản mà bản thân mình giao dịch thành công ở trên thị trường? Vậy thì hóa ra đây chỉ là trò hề lừa đảo để thuốc nhà đầu tư vào trong những khóa học được mang danh bởi những chuyên gia nước ngoài, hoặc được mang danh bởi những thằng lừa đảo với những cái tên được gọi là pro trader hay là á quân thế giới, hoặc là đẳng cấp quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm hay sao. Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư hãy nhìn nhận về những điều này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh với nhà đầu tư bằng những giá trị thực tiễn trên thị trường. Muốn ngủ ở cà phê không? Và có cả học viên tôi đang ngồi đây trực tiếp xem. Đấy, mày gọi nha. Đó. Đấy, xin cảm ơn mọi người. Chúc anh em giao dịch thành công ở trên thị trường.